Sự ám ảnh kinh dị đôi khi không nằm trong những hình ảnh máu me, mà nằm trong nội dung mà nó truyền tải. Đó chính là những điều mà chúng ta đều cảm nhận được trong phần lớn các tác phẩm về thể loại này một vài năm trở lại đây. Xét về khía cạnh cá nhân mà nói, tôi không phải là một big fan của thể loại horror, cũng chẳng tha thiết lắm với các tác phẩm mang nặng máu me đâm chém. Tuy nhiên, Hideout đã thực sự gây được ấn tượng lớn với tôi từ trang bìa. Chỉ cần nhìn vào những trang truyện đầu của manga này cũng đã đủ để thu hút sự chú ý và lôi kéo chúng ta vào cái vòng xoáy chết chóc, bào mòn nhân tính rồi. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm kinh dị ngắn để giải trí, sao không thử ở lại đây một chút với chúng tôi và cùng thưởng thức những gì hay ho có tại Hideout này nhỉ? Còn bây giờ, bắt đầu thôi nhé. Tôi là Kirishima Seiichi. Tôi là một nhà văn không mấy nổi tiếng. Tôi đã bị trói. À không, nhốt. Chính xác hơn là bị bắt giữ tại đây. Bao lâu rồi ư? Tôi ở đây lâu đến mức đã dần mất hết khái niệm cơ bản về thời gian. Ngược dòng thời gian về thời điểm tôi mới bước chân lên hòn đảo này. Tôi cùng người vợ xinh đẹp của mình đang ở trong một chuyến đi du lịch để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn. Và nếu may mắn, chúng tôi có thể đón thêm một thành viên nữa. Tôi rủ cô ấy đến một thác nước trên đảo. Tôi mong rằng nếu ở đó, chúng tôi có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Lúc đầu thì cô ấy một mực từ chối, nhưng có vẻ chính sự tò mò đã khiến cô bắt đầu đổi ý. Chúng tôi bị lạc mất đường đi trong cơn mưa. Có vẻ chính điều đó đã làm cô ấy dần trở nên khó chịu. Tôi muốn làm dịu đi điều này nên đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện lịch sử về 1000 chiến binh đã chết và làm ô nhiễm hòn đảo xinh đẹp này. Sau khi kể xong, cô ấy cho rằng tôi đưa cô đến đây chỉ là để có thêm nguồn cảm hứng sáng tác. Nghe thật ngớ ngẩn. Chúng tôi đột nhiên hết xăng, nhưng thật may mắn, trên đường đến đây tôi đã nhìn thấy một ngôi nhà. Chính vì vậy nên chúng tôi quyết định bỏ xe và đi bộ đến đó. Đi hơn được một cây số, tôi quyết định ra tay trừ khử con ả lắm mồm này. Cô ta cứ lải nha lải nhải suốt dọc đường, khiến tôi khó chịu. Chính con ả này là nguyên nhân gây ra cái chết của Jun, con trai đầu lòng của chúng tôi. Miki, con điếm đó, đã may mắn chạy thoát khỏi tôi. Trong rừng này, việc vô tình bắt gặp một bộ xương người là việc hết sức bình thường, nên sẽ chẳng ai quan tâm nếu có thêm một cái xác mới ở đây. Tôi đuổi kịp Miki tới một cái hang động. Tôi cầm đèn pin bước vào hang động và dọi thẳng vào mặt người đàn bà kia. Vết thương trên chân ả và những lời cầu xin được tha thứ khiến tôi càng thỏa mãn và ra tay với Miki. Từ giờ, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ con số 0. Bỗng đâu từ trong bóng tối xuất hiện một đứa bé với khuôn mặt dị hợm. Nó liên mồm nói mama. Thằng bé khiến tôi nhớ tới Jun lúc mới ra đời. Ôi, thật hoài niệm làm sao. Mặc kệ thằng bé, tôi tìm đường thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này. Tôi vô tình bị ngã và phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tại sao trong một cái hang ẩm ướt lại có một chiếc giày? Vậy có nghĩa là ở đây vẫn còn một người khác nữa. Suy nghĩ đến đây thì có một tên dị hợm đang định đánh lén tôi từ phía sau. Tôi vô thức né được nó, nhưng không có nghĩa là tôi có thể thoát khỏi hắn một cách dễ dàng. Tôi vô tình chạy đến đường cụt. Tình cảnh hiện tại đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc sợ hãi, tôi đã vô tình nhìn thấy một cánh cửa. Có lẽ đó chính là lựa chọn duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Đây là một căn phòng đầy rẫy những xác chết. Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là của một cô gái với thân hình nóng bỏng. Cô ấy là nạn nhân của hắn ta, và tôi sẽ là nạn nhân thứ 9 của chúng. Cô ấy hỏi tôi về đứa bé, nhưng trong tình cảnh đó, đầu tôi chỉ nghĩ được xem làm sao để thoát ra được khỏi chỗ quái quỷ này. Hắn ta từ đằng sau xuất hiện và tấn công tôi. Trong giây phút tuyệt vọng đó, tôi nhớ đến khoảng thời gian chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cho gia đình. Là một nhà văn mà những tác phẩm của mình lại không được đón nhận, thì làm sao tôi có thể kiếm tiền về nuôi Jun và Miki được chứ? Trong khi đó, vợ tôi thì lại luôn dùng tiền vào những món đồ hiệu xa hoa. Cô ta luôn làm vậy mà không nghĩ cho tôi, dù chỉ là một chút. Chỉ có Jun là quan tâm đến tôi mà thôi.
tôi đã phải nói dối với Miki về tất cả từ công việc và tiền lương. Nhưng ả ta đâu biết, tôi đã phải nhục nhã cúi đầu trước người khác chỉ để có thêm nguồn thu nhập nhỏ nhỏ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy việc cô ta chết đi là vô cùng xứng đáng. Quay trở về hiện tại, thật bất ngờ và cũng thật trớ trêu thay, ả ta đang đứng lù lù ngay trước mặt tôi. Ả ta đánh đập và hành hạ tôi một cách tàn bạo. Tên dị hợm kia rất nhẹ nhàng với đàn bà phụ nữ. Chính hắn cũng là người khâu lại vết thương ở chân cho Miki. Ả nói rằng mình sẽ làm tất cả cho hắn để có thể thoát ra khỏi đây và cuỗm đi tiền bảo hiểm của tôi. Cô ta vừa đánh vừa sỉ nhục tôi, thậm chí còn nói rằng chính ả mới là người bắt đầu lại một cuộc sống mới. Rõ ràng tôi mới là người xứng đáng sống sót, ả mới là nguyên nhân cho cái chết của Jun. Hôm đó tôi đang đeo tai nghe làm việc. Tôi rất cần sự tập trung nên phòng lúc nào cũng đóng. Tôi lúc nào cũng nghĩ Jun đang chơi với mẹ nó. Nhưng không, Miki đang mải mê với những thú vui riêng của cô ta rồi, chỉ nói vài câu vu vơ cho hết trách nhiệm. Cứ như vậy, Jun đã ngã từ ban công và ra đi ngay trước mặt tôi. Đồ khốn, thứ tôi muốn chỉ là một gia đình thôi mà. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Trong lúc đang bị trói và nhớ về Jun, thằng bé dị hợm kia lại một lần nữa xuất hiện. Nó nói rằng tôi có mùi giống với mẹ nó. Hóa ra nó là thằng bé mà cô gái kia đã nhắc đến. Tôi nói nếu nó cởi trói cho tôi sẽ dẫn nó đi gặp mẹ. Thằng bé đó thực sự rất ngoan. Nó đã cởi trói cho tôi trước khi tôi dẫn đến chỗ mẹ nó. Nhưng trước khi đi, tôi cần một ít quần áo và vũ khí. Sau khi nói chuyện với thằng nhóc, tôi phát hiện ra rằng có vẻ cô nàng kia biết cách thoát ra khỏi đây. Nhưng trước tiên, tôi phải giải quyết lão già dị hợm đó đã. Đó là chồng của người đàn bà kia và là cha đứa nhóc này. Tôi sẽ chôn vùi tất cả, giống như cái cách tôi chôn vùi đi những cảm xúc mà gia đình Miki đã làm với tôi. Gia đình con mụ đàn bà đó thực sự ích kỷ. Bọn chúng luôn biết cách bao che cho nhau và luôn lấy tôi làm bức bình phong cho cái chết của Jun. Đúng là lũ chó, lúc nào cũng cắn theo đàn. Có vẻ như hắn ta đang có chút công việc bận rộn với Miki. Chính lúc này, hắn sẽ để lộ nhiều sơ hở nhất. Vậy nên, tôi đã xiên cho hắn ta một nhát. Con mồi tiếp theo của tôi sẽ là con mụ đàn bà đang ở ngay trước mặt kia. Tôi giơ con dao lên với ý định một nhãn tiễn ả sang thế giới bên kia, thì tên quái dị lại bật dậy. Có vẻ như nhát chém vừa rồi không đủ chỉ mạng. Trong lúc đang giằng co với hắn ta thì Miki đã lẻn chạy đi. Tên dị hợm này bỏ tôi lại và chạy theo ả ta. Có vẻ như tên biến thái này có sở thích chạy theo đàn bà. Được thôi, tôi sẽ đuổi theo bọn chúng. Nhưng trước mắt phải đưa thằng nhóc này về với mẹ nó đã. Tôi đưa thằng bé này xuống căn hầm nơi mẹ thằng bé đang bị nhốt. Tuy nhiên, hắn ta đã quay lại và tặng cho tôi một viên kẹo đồng. Lão ta đã quay lại sau khi xử lý xong Miki. Chết tiệt, tôi sẽ xử hắn ta giống như cái cách mà tôi đã ra tay với cha mẹ của con điếm Miki kia. Tôi và hắn ta vật lộn với nhau trong bóng tối, cùng một chút ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đuốc. Thằng bé làm tôi nhớ đến Jun. Điều đó càng tiếp thêm cho tôi động lực. Sau tất cả, đã có thể xử lý xong lão già dị hợm kia, bây giờ thì tôi có thể xuống giúp thằng bé, cô gái. Từ giờ, tôi sẽ là chồng của cô ấy, là cha của đứa bé. Khi bước xuống, cô ấy bất ngờ khi tôi còn sống. Không những vậy, còn cho lão già kia về chầu tổ tiên. Tôi có thừa khả năng để cắt bỏ đi sợi xích để giúp cô ấy. Tuy nhiên, khi cô ta nói rằng chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi đây, trong thoáng chốc, tôi đã dừng cắt xích và suy nghĩ lại. Chẳng phải gia đình của cô ta đang ở đây rồi hay sao? Cô không cần phải đi đâu hết. Tại sao cô ta lại nói rằng, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con quái vật mà thôi. Dẫu sao, tôi cũng chỉ muốn có được hạnh phúc trọn vẹn thôi mà. Vậy là cuối cùng thì câu chuyện cũng đã kết thúc. Một kết thúc thật buồn, thật ảm đạm, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Seiichi, người đàn ông tội nghiệp, một người cha, một người chồng tốt, bỗng phút chốc cùng đường trở thành một tên sát nhân máu lạnh.
Có lẽ ý tác giả muốn nói ở đây chính là ở tại xã hội bây giờ, con người sống quá ích kỷ, quá hở hững. Chính việc đó đã dồn biết bao người vào bước đường cùng. Sống là đừng cứ mãi gặm nhấm cái quá khứ ảm đạm, mà hãy biết làm hết sức mình ở thực tại để thay đổi tương lai. Câu chuyện này thực sự đọng lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Câu chuyện đã làm rõ được cả hai mặt của một vấn đề: Toxic Masculinity. Cho nhiều bạn chưa biết thì Toxic Masculinity được gọi là tính nam độc hại, dùng để chỉ những tiêu chuẩn cực đoan về nam tính. Một số tiêu chuẩn đó đã trở nên bình thường trong nhiều nền văn hóa, thậm chí còn được tôn vinh. Con trai không được khóc là một ví dụ điển hình của vấn đề này. Quay trở lại Hideout, câu chuyện lấy bối cảnh xã hội Nhật ở thời hiện đại. Cấu trúc chồng đi làm, vợ ở nhà đã vô tình đẩy áp lực lên một mình người đàn ông. Vậy nên, đàn ông vô tình trở thành một trụ cột cả về kinh tế lẫn tinh thần. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến họ bị đánh giá. Người đàn ông, người chồng ở Nhật rất áp lực về cơm áo gạo tiền và cả về tinh thần khi phải trở thành hình mẫu người chồng, người cha không nhu nhược. Vì vậy, công việc là thứ họ tập trung và việc trông coi con cái lúc này nghiễm nhiên thuộc về người vợ. Nhận thức về những việc trong gia đình là thứ người chồng không có. Đó cũng chính là lý do góp phần dẫn đến cái chết của người con. Có thể nói trong việc này, cả người chồng và người vợ đều có lỗi khi không bao quát được Jun cho một mình. Trước sức ép khủng khiếp từ cuộc sống ngoài kia, mà Seiichi lúc gặp môi trường thích hợp là cái hang, anh đã từ nạn nhân của xã hội trở thành kẻ thủ ác khi cưỡng bức những người không liên quan là hai mẹ con kia vào cuối chuyện. Tại sao từ những người xa lạ họ phải ở lại với Seiichi trong cái hang đó? Đó là bởi sau khi tàn sát và thỏa mãn thú vui, Seiichi cảm thấy cái hang đó là nơi anh được an toàn. Hay nói cách khác là cái tôi được hình thành trong anh cảm thấy an toàn. Đây là ví dụ tiêu chuẩn của việc khi người đàn ông bị áp lực bởi các tiêu chuẩn được gọi là Toxic Masculinity, họ sẽ thực hiện những hành động theo chuẩn mực và thậm chí trở nên thái quá. Lâu dần, họ bắt đầu bắt nạt ngược lại những thành phần nhỏ khác trong xã hội để bảo vệ cái tôi của mình. Một đặc điểm nữa là những đoạn hồi tưởng không diễn ra liền mạch mà tách thành từng phần nhỏ. Mỗi khi nhớ lại quá khứ là Seiichi lại nhớ lại những thứ anh mất trong cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy. Công việc, con cái, danh dự, hạnh phúc và cả lối thoát cuối cùng cho một con người. Song song việc nhẩm lại cái mất mát trong quá khứ, từng mảnh nhân tính còn lại của Seiichi cũng bị gột rửa đến khi chỉ còn lại thứ duy nhất là khao khát về một gia đình. Cuối cùng, anh ta vẫn không thể giết được con quái vật thực sự trong hang tối ấy. Bạn có thể sẽ nhiều lúc không ấn tượng với câu chuyện được truyền tải, không hứng thú với diễn biến hơi nhanh bị gói gọn vào 9 chap truyện, không quan tâm đến các nhân vật đủ để cảm thông, thương hại hay thù ghét kẻ nào. Nhưng nhất định, bạn sẽ ấn tượng trước cái không khí và cái đẹp tăm tối của từng khung hình. Hy vọng khán giả của Anime Rewind đã có những phút giây thư giãn cùng với Hideout. Không biết các bạn thấy video thể loại này như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, đừng quên để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.